Hương Giang mặc đầm trắng xuyên thấu đẹp mong manh, chứng tỏ đẳng cấp hoa hậu. Hương Giang vừa chia sẻ những hình ảnh mới nhất của mình đến với công chúng Việt Nam. Trong bức ảnh, cô mặc chiếc đầm trắng xuyên thấu, khiến người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi bởi vẻ đẹp tỏa sáng của một đương kim hoa hậu. Có thể nói ngoài kỹ năng như catwalk hay kỹ năng trả lời câu hỏi vô cùng xuất sắc trong phần thi ứng xử, thì Hương Giang đã có sự chuẩn bị và đầu tư rất kỹ lưỡng cho hình ảnh của mình tại cuộc thi bằng loạt váy áo ấn tượng. Trang phục mà Hương Giang mặc trong suốt quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 tại Thái Lan nhận được sự chú ý và khen ngợi của đông đảo khán giả. Hương Giang cho biết đây là trang phục cô mặc đến buổi phỏng vấn quan trọng với đài BBC. Trong ảnh, cô diện chiếc đầm trắng 2 giây với chất liệu xuyên thấu, khoe tròn vẻ đẹp mong manh từ sương mai. Chiếc đầm với độ ôm vừa phải giúp hoa hậu khoe được đường cong cơ thể mà không tạo cảm giác hở hang quá đà, phô da thịt. Cô được trang điểm tông trầm, tóc búi cao trên đỉnh đầu. Điểm vào đó là đôi hoa tai đính đá dạng tròn đơn giản, nhưng tạo được điểm nhấn nhất định. Với hình ảnh mới nhất này, chắc chắn những đối thủ không phục kết quả cuộc thi cũng phải câm nín bởi vẻ đẹp trạng ngời của tân hoa hậu cùng thần thái hơn người của cô. Trước đó, Hương Giang cũng đã xuất hiện với những bộ cánh tựa thiên thần tại cuộc thi. Chiếc đầm đỏ này đã là một ví dụ điển hình. Chiếc đầm đỏ xuyên thấu trước đây cũng từng giúp hoa hậu gây ấn tượng với ban giám khảo tại cuộc thi. Diện đầm đỏ, Hương Giang được làm tóc xoăn, sóng sang trọng. Chiếc đầm có phần cổ khoét sâu, khoe độ gợi cảm của cô. Còn đây là chiếc đầm mà Hương Giang mặc trong vòng chung kết cuộc thi. Chiếc đầm đỏ với phần đuôi hoành tráng góp phần giúp cô lộng lẫy và nổi bật hơn so với các thí sinh khác. Khoảnh khắc Hương Giang tỏa sáng trên sân khấu đêm chung kết, tân hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang đẹp không chỉ đường nét bên ngoài mà còn sở hữu vẻ đẹp trí tuệ làm nên thần thái hơn người của cô.